Các bạn có biết tại sao mà Khoa Búp á bị tạt nước sơn không các bạn? Nhà hàng của Khoa Búp đó các bạn là nổi tiếng vừa qua đó. Nói thiệt các bạn bên Mỹ là ngộ lắm. Có thể là Khoa Búp quảng cáo quá, thành công quá, cho nên là những người mà người ta cạnh tranh đó, người ta ganh ghét và người ta làm các bạn. Bên Mỹ này ngộ lắm. Các bạn ơi, các bạn thành công quá thì họ cũng ghét, họ cũng nói sau lưng mình, mà các bạn mà nghèo khổ quá, thất bại á thì họ không thèm nhìn các bạn. Ví dụ giờ mình ở ngoài bên ngoài đường này, mình bận đồ nè, như bụi đời vậy đó, thì người ta không có thèm đón tiếp mình. Người Việt Nam bên Mỹ này á là đa phần là vậy bạn, cứ túm lại là hay là vẻ bề ngoài các bạn, vẻ bề ngoài hay nhìn lắm.